đang có mặt ở đường Đồng Văn Cống. Ở đây là thuộc là trước là quận 2. Quận 2. Thủ Đức, đúng không chú? Thành phố Thủ Đức. Dạ, thành phố Thủ Đức. Ừ. Chú vào người xem ở trên kênh Google thì chú hiện tại là đang thuê trọ ở đây và cũng như là cái cuộc sống của bà con ở đây khó khăn trong cái mùa dịch. Thì nhờ quý mạnh thường quân là giúp đỡ đến cho bà con ở đây gần đó là 12 phòng. À, chú có thể là chia sẻ về cái những cái khó khăn cũng như là cái cuộc sống của bà con ở đây chú trong cái mùa dịch. Mời chú. Đây. Đúng, nói với chú Sinh trên kênh, chú có coi trên kênh của Robot á, ở đây cũng có 12 phòng nữa mà khó khăn thì về quê không được đó. Hôm nay là cũng 3 tháng mấy rồi mà chú Sinh với chia sẻ với cộng đồng á, với Mạnh Thường Quân á, trong lúc khó khăn này là nếu điều kiện mà tạo mà giúp đỡ cho bà con ở đây thì cảm ơn lắm, chú Bảo cảm ơn lắm. Khi nãy thì nhờ chú Bào dẫn Vua Phút đi một vòng ở cái khu trọ thì cũng quan sát thì đúng là 12 phòng. Đúng rồi. Cái chỗ ở của bà con ở đây thì tương đối là nó xuống cấp so với những khu trọ khác. Nghèo nhất á. Dạ. Thì con xin phép được con thay mặt Mạnh Thường Quân ở trên kênh của con gửi đến ít quà cho 12 phòng ở đây. Rồi. Có cái chút lòng cho đến từ Mạnh Thường Quân đến với bà con ở đây nha chú. Rồi. Đặc biệt là trong cái mùa dịch này Mạnh Thường Quân có gửi cho con những cái khoản và họ có dặn là thay mặt họ gửi đến cho bà con ở những cái khu trọ hiện tại đang thất nghiệp hoặc là những cái thiếu thốn, những cái khó khăn. Đối với trường hợp khu trọ mình cũng vậy, con xin phép con thay mặt con gửi đến cho bà con ở đây. Con xin phép được đọc tên vào cái khoản tiền nha chú. Rồi. Xin gửi đến cho 12 phòng trọ ở đường Đồng Văn Cống. Thứ nhất là của chị Nguyễn Thị Gắn ở Úc là 2.150.000. Thứ hai là của cô chú Quách Vương ở Mỹ là 1.850.000. Thứ ba là của chị Nguyễn Thị Hồng ở Úc là 1.700.000. Thứ tư là của chị Võ Thị Bé ở Cali, Mỹ là 1.300.000. Thứ năm là của anh Khương Nguyễn ở Canada là 2.000.000. Thứ sáu là của anh Quỳnh Thanh Hải ở Úc là 2.000.000. Thứ bảy là của anh chị Minh Thảo ở Cali, Mỹ là 2.000.000. Thứ 8 là của chị Loan ở Gò Vấp là 1.000.000. Thứ 9 là của cô Quỳnh Thị Khương ở Mỹ là 1.000.000. Còn 3 Mạnh Thường Quân. Thứ 10 là của cô bé Ba ở Vĩnh Long 1.000.000. 11 là của chị Linh Bùi ở Úc là 1.000.000. 12 là của cô Chi là 1.000.000. Thì tổng cộng cái khoản tiền danh sách là 12 Mạnh Thường Quân đó là 18.000.000. Thì tương đương với lại là 12 phòng, mỗi phòng là sẽ gửi đến là 1.500.000. Dạ, chú. Dạ. Con gửi cho chú 18.000.000, con nhờ chú đếm lại coi đủ hay không. Dạ. Chú đếm chậm và rõ giùm con nha. Rồi, rồi. Coi chừng bay đó. Ba. Chú đếm từng triệu á. Ví dụ triệu, chú đếm từng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu á. Dạ. Đếm lẻ vậy nó. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Bao nhiêu chú? Đủ rồi chứ, đủ 18 triệu. 18 triệu đủ rồi hai chú? Dạ. Chú đại diện cho 12 phòng trọ này chú cảm ơn Mạnh Thường Quân được không? Yeah. Khi 12 nhà trọ đại diện chú Bào đại diện là cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước cũng giúp đỡ trong mùa dịch khó khăn này, rất cảm ơn, không biết nói gì bây giờ, quá trời giúp đỡ. Con thấy chú xúc động luôn rồi. Bệnh nữa. Vui hả? Vui lắm. Có nghĩa là thức sáng đêm hôm á. Như là thưa với bà con như thế này thật sự là đối với ngày thường thì không biết như sao, nhưng mà trong cái giờ 12 phòng rồi đó vậy lắm. 1.500.000 mới còn gượng nổi. Rất là quý trong quá chịu quý luôn á. Với lại á thì một chút á, là chú dẫn con với lại mọi người tới từng phòng gửi cho bà con. Đúng rồi. Chú cứ nói là Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước tặng quà cho bà con. Nha, mỗi phòng chú gửi 1.500.000. Bây giờ chú cháu mình đi ha. Dạ, rồi, rồi. Bắt đầu từ phòng số 1 đi. Số 1 đi, đây đi. Gửi cho cô chú này ha. Dạ.
đây anh ba chị ba mấy mạnh thường quân ở ngoài nước, ở trong nước á gửi cho anh chị là 1.500.000, thấy không chưa? Cảm ơn. Này. Cô chú ở phòng đầu tiên đây hả? Dạ dạ. Ở phòng này. Ở lâu chưa? Ở 2 năm rồi. 2 năm rồi. Con cái có ở chung không? Không, con cái nào ở dưới quê. Con lên ở đi học rồi. Bây giờ con cái là đóng tiền nhà trọ với lại là các thứ. Vô phòng cho nó quay cái phòng coi cho nó đẹp cái. Quay phòng có vẻ là đẹp nhất nè. Còn làm được thì mình cứ làm. Thôi con chúc sức khỏe nha. Dạ dạ, cảm ơn. Rồi, tới phòng mặt hai chú. Rồi bạn à, ở gần quê dưới á. Dạ. Mạnh Thường Quân và các ngoài nước ở trong nước là gửi cho nhà trọ mình 1.500.000. Cảm ơn Mạnh ơn Quân đi. Rồi. Chúc may mắn nha. Đây là Mạnh Thường Quân ở ngoài nước, trong nước gửi 2 chồng 1.500.000. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Công việc của cô chú là làm gì? Lao động tự do không á, hồ cũng có. Cô cũng đi làm phụ hồ luôn hả? Cô làm. Ý là con thấy cô không được khỏe hả? Cũng gắng làm. Gắng làm. Thì con đi học thì gắng làm năm nay cô học. Mấy đứa? Có tiền thôi, nó cảm ơn Mạnh Thường Quân ngài. Đang quay á con. Hiểu không? Gán để mà ra trường cái là mình khỏe rồi. Là coi xong cái nhiệm vụ mình đi. Rồi tới hôm nay. Hôm nay em nó ông giới số với dạ. Thì chú giới thiệu với con. Đây Mạnh Thường Quân trên kênh của xin YouTube đó. Dạ. Ở ngoài nước trong nước là tặng cho là 1.500.000 tiếp đỡ trong mùa dịch này á. Dạ trong ngoài nước và trong nước. Dạ cảm ơn cậu cũng như mẹ con cũng đi bán vé số rồi nuôi con. Rồi cảm ơn cậu. Dạ. Cũng như trong mùa dịch này á cũng cậu nhờ cảm ơn cậu ở trong nước ngoài nước là giúp cho mùa dịch hai mẹ con để có tiền đồ ăn mua. 1.500.000 này đó thì chị sẽ sử dụng như thế nào? Dạ cũng như hàng ngày mua đồ ăn cho con ăn. Dạ. Dạ. Cảm ơn cậu rất nhiều. Chúc may mắn nha. Dạ. Quân ngoài nước trong nước á có gửi phòng con 1.500.000 trong mùa dịch này xây sở. Dạ. Anh ở một mình hả? Dạ, ở một mình. Công việc của anh em làm bên xây dựng luôn anh. Tất nghề bao lâu rồi? Hai bữa nó 2 tháng à. 2 tháng. Dạ. Tiền nhà trọ rồi như thế nào anh? Một đây một tháng 1.100.000 anh. Nhưng mà ý em hỏi là đóng đủ không hay là thiếu? Có, cũng có thiếu chứ không có tiền lắm. Thôi em chúc may mắn nha. Dạ. Đi tiếp chút. Dạ. Đây phòng chị Năm, hai mẹ con. Dạ. À, trên kênh YouTube là Mạnh Thường Quân ngoài nước trong nước á, rồi em có coi kênh đó rồi Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho phòng chị nợ 1.500.000 trong mùa dịch này chị. Dạ. Sẽ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ. Cô ở với lại con ngồi nãy á. Dạ con trai cô. Dạ. Cô quê ở đâu? Quê ở Bạc Liêu. Đa phần bà con mình ở dưới miền Tây đúng không chú? Miền Tây không à. Dạ. Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cà Mau. Ở bên kia giờ qua đây mới 2 tháng mấy. 2 tháng mấy hả cô? Cho nó tiết kiệm cái tiền hả? Dạ. Ở đây nó tất nhiên cao hơn. Cao hơn. Dạ. Chúc may mắn nha cô. Dạ. Phòng chú nè. Phòng chú này hả? À. Cũng mình anh luôn á, đẹp. Cửa vô luôn. Nó hôm có quay có con nó quay lên luôn á. Chú ở với con trai chú hả? Con trai nó có con có vợ đâu. Cô độc mà. Thấy thì có 4 cây chuối. Công việc của chú vào là làm gì chú vào? Lao động tự do để ai mướn gì làm đấy à. À lên 2 năm rồi. Chú theo dõi trên kênh của con lâu chưa? Lâu rồi. Hãy khóc là chú rớt mắt chú ngồi á. Rớt luôn á, chồng lên lộ rồi vậy á. Từ đó là mấy kênh ông bảo vệ với ông ngồi trên xe rồi cái bà gì ở Bình Dương á. Ờ à. Nói chung là cũng tính không có điện chú ngại quá à. Đây Phòng Hiền bạn cũng làm chung á trong trên Mạnh Thường Quân á, gửi cho em 1.500.000 để san sẻ trong cái mùa dịch này. Cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước ngoài đó. Rồi nói gì cũng có vậy, từ từ nói chị xúc động gì khóc rồi nghe coi.
cái hộ này ý em hỏi chị á, tại sao chị lại khóc? Tại vì khó khăn quá lúc dịch này được, không đi làm được, vừa lao động chính á, mà ở dưới quê ba người nhưng mà cầm được cái khoản tiền mình mừng đúng không? Rung á. Cho em gửi lại cảm ơn mạnh thường quân ngoài nước trong nước để chị có sức khỏe làm ăn phát đạt. Cảm ơn. Chị ở đây với ai? Có mình hơn nè. Đây là phòng của chị nha, chị tên gì? Hình như là cái phòng nào cũng giống cái phòng nào, ai cũng khó khăn. Vậy đó. Mùa này nó đỡ nha, tới cái mùa trước nói chung là nắng nóng à. Mấy đứa này với mấy anh chị ở đây cũng che chứ không có hoàn toàn hết có. Dạ. Thôi em đi nha chị. Con muốn cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ gia đình con. Con lúc ăn dịch bệnh mấy tháng nay. Em có gia đình chưa? Dạ có. Nó nè, nó quay lại nè. Ừ. Mấy đứa, mấy cháu rồi? Dạ chưa có cháu. Chưa cháu. Dạ. Giờ cũng mới kết hôn đúng không? Dạ. Thấy thường thường thấy mà đeo cái gì, đeo bông tai mà tầm tan tầm tan rồi vừa mới kết hôn. Dạ. Thôi em đi nha, chúc may mắn nha. Rồi, dạ. Anh ba. Ơi bố. Cũng nghe cha. Bố nhiêu tuổi rồi bố? 68. 68. Ừ. Rồi bố quê ở đâu, công việc của bố hiện tại là làm gì? Hiện tại là làm gì cha? Tụi nên trai khu vực này hả bố? Okay. Chú đi bố đi bằng đi bộ hay đi xe? Đi xe đạp. Đi xe đạp nhặt ve chai ở khu vực đồng băng cống này. Okay. Rồi cái thu nhập của bố như thế nào? Trời, có bữa là mấy chục, có bữa 100, không biết được á. Bố người Hoa hả? Dạ, người Hoa. Dạ. Đây là phòng của bố đó ha. Dạ. Dạ. Thôi con thay mặt mạnh thường quân ha. Dạ. Cho bố 1,5 triệu. Dạ. Dạ. Để chú đóng tiền nhà trọ với lại là 2 triệu sử dụng gì đó ha. Dạ. Cho em gửi. Dạ. Thôi con đi nha bố. Dạ. Dạ. Ừ. Rồi đây. Tới hai chồng em này. Hôm nay trên trang YouTube mạnh thường quân ngoài nước trong nước á, có gửi cho hai đứa em 1,5 triệu để san sẻ trong cái mùa dịch này. Khóc nữa. Khóc nữa đó. Vậy mừng quá à. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hai vợ chồng rồi có con cái ở chung. Có con trai. Dạ. Thất nghiệp hết ba người. Dạ. Nghiệp trơn vậy đó. Hai bà đang ngại rồi, cái đâu có tiền đâu. Dạ. Một dạ. 1,5 triệu này thì chị sẽ sử dụng như thế nào? Nhắm nhạnh giống mua đồ ăn với ăn cũng còn lâu rồi. Dạ. Chung là cứ gạo thôi. Đây nhà cô ba cũng về trai là mướn vậy đó, cũng 60, 70, 69 cô. Trên mạnh thường quân là ở ngoài nước trong nước á, trên Google nè có gửi 1,5 triệu phần quà 1,5 triệu cho cô để san sẻ trong lúc ấy, trong lúc khó khăn. Cô ở một mình hả? Cháu ngoại đi học còn mà giờ hết tiền học rồi cháu nó nghỉ hôm 9 rồi giờ. Trời nó đâu? Nó đây hả? Ngồi kìa nó à. Cận kìa. Em để cô ngoại mở cửa ổ mở đèn giùm con ngoại. Cháu này cháu ngoại hả? Trời em ngồi đi, em ngồi. Ngồi ngồi lại đi. Mở đèn sáng lên gì đó. Mấy tuổi rồi? 17. 17. Cha mẹ nó bỏ nó hồi nhỏ rồi cô đeo lên đây cô định cho trai mua nó cho nó học. Nuôi nó. Dạ. Dắt kìa. Rồi bây giờ nghỉ học. Hết tiền mua cô đâu không nổi nữa. Học, già học tới lớp mấy? Lớp 9. Chưa có bằng cấp 2 đúng không? Chưa. Có bằng cấp 2 rồi mới nghỉ, là thi lớp 9 rồi mới nghỉ. Dạ. Do cái kinh tế nên là bắt buộc em nó phải nghỉ. Dạ. Rồi trong thời gian này thì chắc là cũng đâu có phụ ngoại gì hả? Đâu có làm gì đâu con ơi, còn đi làm người ta đâu cho đi đâu. Dạ. Còn quê ngoại ở đâu? Quê ngoại ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Dạ. Thôi con chúc may mắn nha. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân. Thì hiện tại là nhà chú Bào dẫn cô Phú với mọi người tới thăm bà con ở đây là đã đủ hết rồi. Còn phần cuối cái phần quà này thì chú Bào rồi. Nhận giùm con ha. Dạ. Riêng cho con chia sẻ thêm về cuộc sống của chú này không về đây. cái chỗ ở chung của bà con ở đây, đặc biệt là nước nôi với lại là nhà tắm rồi các thứ á. Ví dụ như con thấy ở đây là không có nhà tắm riêng, ở đây là sau lưng chú là nhà tắm đúng không? Đúng rồi. Chú dẫn con tới một vòng thử qua đây quan sát thử đây không? Ha. Dạ. Đi thì tự nhiên đi đó nước rồi. Ở đây là điện nước là tính cô giáo không có tính
Là chung với cái tiền nhà chung, luôn hả? Tiền nhà luôn á, bao gồm luôn á. Tổng cộng là 12 phòng là xài chung là 2 chung. Cái phòng nhà tắm đúng này. Rồi. Có bên đây có phòng cái nhà tắm, có cái ống dội á, nước nhỏ này nè, chỗ sinh hoạt cũng được. Đó. Còn mấy nước này là như thế nào chú? Nước này nè. Nước này thì dặn ra vậy nè. Không phải, nó ý con nói là nước này là sử dụng chung. Chung. Nước giếng đúng không? Chung, nước giếng. À. Đúng rồi, tại vì để ngoài đây mà sử dụng mà nước máy thì đâu biết ai sử dụng như thế nào đâu. Đúng rồi. Còn nước uống mình đi đổi. Còn riêng về phòng, ví dụ như là hình như là em quan sát là cái diện tích thì em thấy phòng của chị là nhỏ, nhỏ hơn tất cả. Thì hai phòng này nhỏ, ba phòng nhỏ luôn. Nhín hơn một chút xíu. Bên đây hơi bự nè. Nhưng mà đại khái là phòng nào nó cũng giống giống vậy thôi, diện tích thì nó nhín hơn nhưng mà phòng ai cũng... Đúng rồi. Tắm nào là tắm tập thể. Tắm tập thể ha. Ừ. Xài tập thể, đó. Ví dụ như cái phòng ai đó. Quay lại đi. Là cái tắm này kêu tắm Simili hả? Simili. Simili, ai cũng được lót cái tắm gì vậy hết. Rồi cái cũ mình đi làm á, cái đầu mình đem về mình lót ên luôn. Chung xuống cấp nữa. Ở đây thì thường thường chắc là em nghĩ là nếu mà không có dịch bệnh thì ra phần cái giờ này nè là đi làm hết. Chỉ là mướn cái phòng để mà nghỉ lưng thôi, tối về nghỉ lưng thôi. Còn ăn uống nhiều khi ăn ở công trình hoặc là ăn ở công ty. Nên là bà con cũng không có sống để tiết kiệm cái phần đó cho gia đình hoặc là đi du vào những việc khác. Còn riêng về ở đây là thấy là mình trám xi măng đây là để cho nước đừng có vô khi mà trời mưa lớn. Mưa lớn nè, nó ngập nó vô. Trám nó đặng cho chuột nó đừng chui vô được, nó đóng cửa đi. Chuột kia lắm. Nhưng mà phòng này thì mấy ở khu mình là khỏi nói rồi, chuột ấy là mình không có cách nào để mà cho nó không vô được hết. Chuột ngay chuột kia lắm. Chuột là nó phải vô hết rồi. Trám dưới nó đi trên xuống. Đúng rồi. Kiềm điện cũng mở, cũng không có dám mở nhiều à. Với lại là như thế này nha chú Bảo. Thì ngoài cái việc mà gửi cái phần quà tương đương ra 1.5 triệu ra đó. Thì con xin phép con hỏi chú một chút xíu nha. Là ở khu trọ mình là có bao nhiêu trẻ em? Có đứa con là cháu là con ở nhà con của chị hả? Dạ. Rồi người lớn tuổi ngoài cái bố, cô, cái trai với lại cái cô đó, ngoại, cô bà, là hai người đó, hai người. Mà đứng đây đi con, đứng còn đây. Bao nhiêu là cũng như là nhà, trung trung vậy thôi ha. Ngoài cái phần quà ra thì con xin phép thì có cái anh là anh Bùi Đình Nai ở Seattle, Mỹ, ảnh có gửi cho con rất là nhiều tờ tiền $2 thì ảnh có dặn là khi mà vô trong khu trọ đó thì gửi cho mỗi phòng là một tờ để sự may mắn của ảnh. Bùi Đình Nai ở Seattle. Bùi Đình Nai. Trước mắt là con gửi chú là 12 tờ ha. Thì chú phát giùm con là mỗi phòng một tờ trở lại như hồi nãy. Rồi cảm ơn anh Bùi gì? Bùi Đồng Nai bên Mỹ ca rất. Cảm ơn nhiều anh Bùi Đồng Nai. Thì ảnh có thêm là gửi dầu nữa. Là hồi nãy con hỏi với chú là ở đây là có một cháu nhỏ với lại là hai người lớn tuổi ha. Đó, thì con xin phép con thay mặt cho anh Bùi Đồng Nai gửi thêm 3 chai dầu. Ha, cho ba cái phòng trọ đó. Rồi. Là người lớn tuổi với trẻ em sẽ cần hơn cho mình. Chúc chú gửi giùm con nha. Bây giờ chúc mạnh thường quân ngoài nước trong nước đại diện 12 phòng trọ để giúp đỡ trong cái mùa dịch này, là không biết nói gì hơn là chú vào cảm ơn các mạnh thường quân nhiều lắm. Dạ. Yeah. Cũng chú trên con kênh nha. Quan rồi. Chú gửi giùm con lần nữa nha. Trời ơi, trời ơi. Gửi tờ $2 cho may mắn. Dạ. Rồi. Một tấm là $2 phải không chú? Một tấm là $2. À, một tấm là chú gửi một phòng á. Dạ. Rồi dầu này. Dầu đó thì chú trên với bà với hả? À, gửi tiền đô với lại là 3 chai dầu. Dạ, cô cũng cảm ơn chú gì. Con tên Sinh. Xin với cậu bên gì tên Anh Bùi Đình Nai. Anh Bùi Đình Nai, dạ hai mẹ con xin thành thật cảm ơn. Dạ. Trong mùa dịch này hai mẹ con không có đi bán vé số được. Dạ. Cậu cho như vậy là quý lắm á. Dạ rất cảm ơn cậu. Dạ dạ. Vậy với cảm ơn cậu Sinh. Dạ.
Trước khi kết thúc clip ở đây thì thay mặt cho người xem với lại Mạnh Thường Quân, chúc cho bà con mình được bình an, được nhiều sức khỏe trong cuộc sống, cũng như là thay mặt cho 12 phòng trọ xin cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân đã quan tâm giúp đỡ cho khu trọ ở đây. Ha, con xin phép được kết thúc clip ở đây, thì nếu mà có duyên thì sẽ gặp lại bà con ha, tạm biệt nha. Cảm ơn.